Nếu bạn chưa biết về chiếc RTX 2080 Ti đâu mới là phiên bản đẹp nhất thì video này sẽ dành riêng cho bạn. RTX 2080 Honor Fan sẽ là sự lựa chọn mà các bạn không nên bỏ qua. Với một thiết kế hầm hố cũng như sự nhói thận khi mà nó đến mức giá 47 triệu đồng của chiếc Vega này. Với tông màu trắng làm chủ đạo và các phần LED RGB ở phía logo, Honor Fan RTX 2080 dễ dàng khiến bất cứ ai đều có thể say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra, với các chi tiết nhỏ nhất cho đến các phần góc cạnh cũng được Galax làm rất là chăm chú. Các bạn hầu như không thể thấy được một cái lỗi lầm nào ở trên chiếc Vega này. Do kích thước tổng thể lớn, thế nên RTX 2080 Ti Honor Fan dễ dàng cũng có được một phần heatsink lớn tương tự. Khi mà 6 ống đồng dẫn nhiệt từ phần GPU ra phần heatsink này, nó sẽ rất là nhanh chóng được làm mát. Nhiệt độ GPU qua các bài test chỉ dừng lại ở cái con số xấp xỉ, đó chính là từ 58 cho tới 63 độ C. Là chiếc Vega có cấu hình mạnh nhất của Nvidia 20 series ở thời điểm hiện tại, RTX 2080 Ti Honor Fan dễ dàng có thể nghiền nát mọi tựa game với max setting ở độ phân giải 4K. Thậm chí có những tựa game có thể lên tới 8K mà không hề gặp khó khăn gì. Được sản xuất trên kiến trúc Turing thế hệ mới, đi kèm với đó là hàng loạt công nghệ của tương lai. Nổi bật nhất đó chính là công nghệ Ray Tracing, giúp cho việc trải nghiệm game giờ đây không chỉ dừng lại ở việc nó sẽ mượt hơn mà nó còn đẹp hơn so với những chiếc card đồ họa thế hệ cũ. Sau khi mà đã sở hữu con quái vật đội lốt tiên nữ như thế này rồi thì việc cấp nguồn để đảm bảo sức mạnh cho chiếc Vega cũng không hề dễ dàng một chút nào. Với ba đầu cấp nguồn 8 pin và công suất tối thiểu của nguồn phải đạt đến con số là 650W. Về các cổng kết nối thì chúng ta sẽ có 3 cổng DisplayPort 1.4 để có thể xuất ra được những màn hình với độ phân giải cao và các công nghệ tiên tiến. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cổng USB-C để kết nối được với những thiết bị hỗ trợ VR. Cuối cùng là một cổng HDMI 2.0. Ngoài ra thì Galax còn bổ sung thêm một nút gọi là Hyper Boost Technology mà hãng gọi đây là công nghệ siêu tốc. Cái việc các bạn khởi động chiếc nút này thì các bạn chỉ cần chạm nhẹ tay vào nó mà thôi. Với một thiết kế đẹp và hiệu năng vô đối, anh em cảm nhận như thế nào về chiếc Vega RTX 2080 Honor Fan này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.